Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Minh Kha đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên tay đây là chiếc Oppo Reno 6, nhưng rất đáng tiếc là nó không có hộp các bạn à. Tuy nhiên thì không sao, cơ bản là về hộp của nó thì cũng sẽ đầy đủ phụ kiện thôi, bao gồm là cáp, sạc, tai nghe, ốp lưng cái thứ này kia, đầy đủ cả. Đó, thì quay trở lại với cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái màn hình với kích thước là 6.4 inch. Với cái chiếc máy này thì điểm mà chúng ta có thể thấy được luôn đó chính là cái form của nó là cực kỳ nhỏ gọn các bạn nhé, mặc dù là có kích thước 6.4, 6.5 inch như thế. Đó, và tấm nền của nó sẽ là tấm nền AMOLED. Độ sáng ở đây thì mình thấy rằng là nó cũng khá là cao nữa. Nhìn chung là với cái độ sáng này thì các bạn cũng không cần phải lo về cái mặt chất lượng hiển thị khi mà đi ngoài trời rồi. Độ phân giải thì là Full HD, tuy nhiên thì tần số quét chỉ dừng lại là 90Hz thôi. Là một điểm mà mình cảm thấy rất tiếc trên cái chiếc máy này. Màn hình mặt trước thì sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5, và con này thì sẽ không có loa kép các bạn nhé. Tổng thể thì về cái form của nó sẽ na ná là cái chiếc iPhone 12. Tuy nhiên thì mình thấy là một vài điểm nó xử lý tinh tế hơn, đó chính là về những cái phần mà tiếp giáp giữa mặt lưng cũng như khung viền ở đây. Tuy là vuông vức, tuy là vuông góc như thế thôi, nhưng mà ở cái điểm tiếp nối đây nó sẽ làm bo cong đi một tí này, giúp cho chúng ta có một cái cảm giác cầm tốt hơn. Trên iPhone 12 thì nó cũng sẽ có những cái điểm cong như thế này, tuy nhiên thì nó sẽ không lớn bằng, nên thành ra khi chúng ta cầm chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi bị cắn nhẹ. Và về cái phần mặt lưng nhám này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác cầm tốt hơn. Tổng thể thì khi mà chúng ta in cái dấu vân tay vào đây thì nó sẽ không để lại nhiều này, nó sẽ không hiển thị rõ như là trên những cái mặt bóng. Khung viền của này thì sẽ được làm bằng kim loại, với cạnh trên là có macro này, cạnh trái thì sẽ là một cụm phím tăng giảm âm lượng này, cạnh dưới thì sẽ là một khay để lắp thẻ SIM, con này thoải mái lắp được 2 SIM 2 sóng. Kế bên sẽ là macro này, cổng sạc Type-C và một loa ngoài. Không có sắt cắm tai nghe các bạn nhé. Bên phải thì chúng ta sẽ có là một cái phím nguồn được điểm xuyến đường kẻ màu xanh ở đây, rất là đặc trưng của dòng Oppo Reno luôn. Kể cả là từ Reno 1 tới giờ là nó đều có cái kiểu như thế này cả. Về phần camera sau là một điểm mà mình thấy rằng là đây là cái cụm camera đẹp nhất dành cho những chiếc smartphone thuộc cái năm 2021. Và đây là cái thiết kế đặc trưng của những dòng Oppo các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái kiểu thiết kế camera sau tương tự như là trên Galaxy Note 20 Ultra, nhưng mà xuất phát điểm là từ cái cụm camera trên cái Oppo Reno 4 các bạn ạ. Nhìn chung về cái phần mặt lưng là nó rất là sang trọng rồi, khung viền kim loại hai mặt trước sau đều là kính cả. Về chất liệu thì không có gì phải bàn. Hiệu năng thì cái chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một con chip Dimensity 900 5G. Đây là một con chip cho ra một mức hiệu năng cực kỳ tốt. Mặc dù là khi vào tự game PUBG Mobile thì nó chưa được tối ưu, nhưng mà cơ bản chúng ta sử dụng cái ứng dụng bên thứ ba là GFX Tool ấy, unlock nó lên vẫn có thể sử dụng một cách rất là bình thường với 60fps và chơi cực kỳ là mượt mà luôn. Điểm số thì nó sẽ tiệm cận với lại Snapdragon 845. Và trải nghiệm thực tế thì mình thấy nhiệt độ của con này nó cũng không quá nóng, nó sẽ có một khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn so với Snapdragon 845. Điều này là mình đã trải nghiệm cả hai con rồi, và mình biết được là 845 nó nóng lắm các bạn à, thật sự. Và theo như quan sát mà mình thấy được ấy, thì con chip Dimensity 900 5G là một con chip cực kỳ lành các bạn nhé, rất là lành luôn. Màn hình mặt trước của nó thì các bạn có thể thấy được rằng là nó cực kỳ sexy luôn, tuy nhiên phần viền dưới thì nó vẫn hơi dày. Con này mà nó mỏng thêm một tí nữa là hoàn hảo về mặt thiết kế luôn. Điểm nó ăn tiền nữa đó chính là so với lại iPhone 12 thì nó sẽ có một cái bề mặt phẳng, con này thì nó vẫn sẽ được bo cong 2.5D ở các góc, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rằng là nó cảm giác là nó mềm dịu hơn, mặc dù tổng thể của nó khá là vuông vức và nam tính. Về phần camera selfie thì chúng ta sẽ có là một cảm biến với độ phân giải là 32MP. Nói về cái camera selfie thì trên những chiếc máy Oppo thì thường nó sẽ cho ra những bức ảnh cực kỳ là ảo diệu luôn đó. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái kiểu chế độ làm đẹp này cho lắm, khi mà nó biến chúng ta thành một con người khác. Mình thì mình không theo cái trường phái này, cho nên là mình thích những cái chế độ làm đẹp nó đơn giản và nó tối ưu một cách hiệu quả như là của Xiaomi. Về phần camera sau thì chiếc máy này nó sẽ có một cảm biến chính với độ phân giải là 64MP, một cảm biến góc rộng 8MP và một cảm biến macro 2MP. Có cảm biến vân tay bên dưới màn hình các bạn nhé. Cảm biến vân tay thì nhận diện rất là chính xác và cực kỳ nhanh. Về viên pin thì chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một viên pin với dung lượng là khoảng 4300mAh và một công suất sạc lên tới là 65W, giúp cho chúng ta có thể sạc lại viên pin trong vòng là khoảng 40 phút. Về phần giao diện thì chiếc máy này nó sẽ có là phiên bản ColorOS V11.3 và được tùy biến trên Android 11. Con này thì nó sẽ có khả năng đó chính là cộng thêm cái RAM ảo nữa, nhưng mà mình thấy là
trải nghiệm thực tế cũng không cần thiết lắm. Với bộ nhớ mặc định của nó cũng đã là 8GB và 128GB bộ nhớ trong rồi. Ở đây thì chúng ta có thể là tùy chọn là tăng thêm 5GB hoặc là để ở mức 3GB hoặc là xuống ở mức 2GB cũng được. Nó sẽ lấy từ cái bộ nhớ trong chuyển sang cho cái bộ nhớ RAM. Thì khi mà các bạn setup như thế này thì các bạn sẽ khởi động lại để nó có cái hiệu lực các bạn nhé. Tổng thể lại thì mình thấy là về phần mức giá của cái chiếc Oppo Reno 6 5G này là một trong những cái mức giá mà rất khó để có thể chúng ta bỏ tiền ra mua được nếu như các bạn cần cái thiết kế của iPhone 12 thôi. À, nếu như cần thì ok, may ra là bỏ số tiền này và sở hữu nó, chứ còn không thì chúng ta vẫn có những đối thủ khác trong cùng phân khúc giá. Ví dụ như là cái chiếc Galaxy S20 FE đi. Lần đầu tiên là mình đề xuất cho các bạn mua một thiết bị Samsung đó. Nhiều bạn xem video của mình thì biết là mình không thích gì mấy so với lại cái cách định giá của Samsung cũng như là Oppo. Nhưng mà cái con Galaxy S20 FE nó ngon thật, Snapdragon 865 các thứ. Thì dành cho những bạn nào quan tâm, nó cùng phân khúc giá với con này thôi. Chính mình thì mình cũng thấy được rằng là cái thiết kế của cái chiếc Oppo Reno 6 này nó rất là đẹp đó. Thì về cái mức độ thẩm mỹ rất là tốt, nhưng mà mình không thật sự hài lòng khi mà cái mức giá của nó lên tới là 11,5 triệu. Đây là một cái mức giá mà mình nghĩ rằng là thật sự là rất khó để cạnh tranh. Tuy nhiên thì về cái khả năng marketing của Oppo từ trước đến giờ là đều rất tốt, cho nên mình nghĩ rằng là nó vẫn sẽ có một cái doanh số rất ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Oppo Reno 6 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Thật sự là trong khúc giá này mình không thể nào bỏ tiền ra để mua một chiếc Oppo Reno 6 được.